chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Kia Tiết Honda CB 600 5R 2009 đấu thành một cái dòng mô tô địa hình hầm hố. Cái dòng là Honda CB 600 5R Rally 2020 là bản độ phong cách mô tô địa hình nhằm vinh danh tay đua nổi tiếng Paulo Gustavus, người đã tử nạn khi đấu cái giải Dakar Rally 2020. Cái mẫu Đức Bay hạng trung của nhà Honda là cái chiếc CB 600 5R, là cái tên được rất nhiều biker ở châu Âu lựa chọn để nâng cấp và tùy biến theo nhiều cách khác nhau và nhiều cái sở thích cũng khác nhau. Và trong số đó, cái biến thể Honda CB 600 5R Rally tại một cái xưởng độ là Honda Vinmoto đến từ Lisbon, Bồ Đào Nha đã gây cái nhiều sự chú ý bằng ngoại hình là bụi bặm và rất nhiều trang bị chuyên dành cho đường chạy xấu. Bản độ này được vinh danh cho cái tay đua là Bồ Đào Nha mang cái tên Paulo Gustavus, người đã tử nạn trong cái giải đua Dakar Rally vào hồi tháng 1 năm 2020. Phần đầu chiếc xe, hệ thống đèn LED hình tròn đặc trưng của cái dòng Nelspot cà phê đã bị lỡ bỏ, thay thế bằng hai cụm đèn chiếu sáng mới nhỏ gọn hơn. Cái kính gió cỡ lớn cũng đã xuất hiện để che chắn cho cái cụm đèn và các chi tiết khác ở cụm ghi đông. Vị trí cái chân phục, hệ thống chèo trước cái kiểu hành trình ngược và hai tay lái được bổ sung các chi tiết bảo vệ đặc trưng thường thấy cho cái dòng mô tô chạy địa hình như những dòng xe cào cào hay là adventure. Đi cùng với đó là một bộ lớp được chuyển sang thành cái dòng tay lớn Continental TKC 80, góp phần giúp cho cái chiếc CB 600 5R Rally thêm chút cái tính độc đáo hơn. Với một thiết kế có thể tham gia những giải đua việt dã cho những dòng mô tô, bản độ còn có lắp thêm cái hệ thống định vị GPS và danh sách hướng dẫn. Trang bị này giúp người lái có thể di chuyển nhanh và chính xác trong điều kiện đua địa hình vốn là không chỉ dẫn rõ ràng. Hệ thống ống xả được nâng cấp từ cái thương hiệu Aros, trong khi phần yên và các chân cho người ngồi sau được lỡ bỏ. Yên đơn người lái được bọc lại da màu đỏ, đồng điệu với màu sơn chủ đạo của bản độ hôm nay. Có động cơ lực 4 xăng thẳng hàng của cái dòng là CB 600 5R cho một công suất là gần 94 mã lực cùng chiếc mô men sắc đại 64 Nm, hộp số theo xe lọt con tay 6 cấp và hai tính năng an toàn đáng chú ý nhất là kiểm soát mô men sắn HSTC và liên hợp chống trượt 2 chiều D+. X1R phá cách chế hơi thở của Yamaha R6. Cái chiếc Yamaha X1R dùng chung cái động cơ khung gầm phóng với chiếc Yamaha X-Ster 105 4 số. Khác biệt hoàn toàn so với X-Ster chính là cái kiểu dáng nổi bật và cái cụm đèn pha trước mặt nạ như cái kiểu Novo 2 di động trần thể thao. Cái dòng xe này không được nhập Việt Nam nên các tay chơi xe đam mê phải order cái dàn áo và chế thêm lên cái mẫu X-Ster 105 để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Trên thực tế, chiếc xe thuộc dòng là X-Ster 105 5 số nhưng được chủ xe đổi dàn áo X1R để chế lên cái sườn của những dòng là X-Ster 105 thì chủ nhân của nó phải chấp nhận cắt bỏ các phát sắt zin, sau đó chấm hàng lại những cái phát theo đúng cái dàn ốc của áo X1R. Phần ghi đông chỉ cần là hạ xuống và câu điện đèn xuống là ổn ngay. Trang bị cặp đèn trợ sáng, đây là một cái trợ thủ rất là cần thiết cho những chủ xe muốn chinh phục những cái cung đường đêm thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó, cụm công tắc Henwis được tích hợp rất nhiều cái nút tha hồ chủ xe chế cháo và những chức năng phụ thêm cho xe và không cần đau đầu vì ở vị trí cho công tắc. Trang bị đồng hồ COSO ASN nằm lộ thiên ở ngoài, phong cách này được áp dụng trên những mẫu xe Rush chạy trường. Họ phải núp gió nên vị trí của họ đồng hồ kiểm soát tua máy là dễ sang số. Dàn chân trước được trang bị dầu Morin, một thương hiệu đến từ Thái, rất được em chơi xe Việt Nam ưa dụng. Trang bị heo dầu Rainbow lớn 2 bit đã xứng bắt vào giỏ phục thông qua một phát heo được làm bằng chất liệu CNC, tạo hình vô cùng là sắc nét. Chỉ dùng cái đĩa JS ở trước, bên cạnh đó còn có một cái mắt đọc km/h của COSO nói trên. Trang bị heo dầu Rainbow logo nhỏ ở phía sau được làm cái phát xe ngược xuống dưới tự những dòng phân cơ lớn thật thụ. Cái kiểu phát này là vô cùng mắc khi ta làm tầm khoảng là 1 triệu đến 1,5 triệu. Chú heo dầu cũng được cố định vào phát bằng hai chốc rotate. Như tiêu đề mình đã nói đến thì chiếc xe dùng là cái bô của R6
đem cho em nó thứ màn hình là to lớn, hầm hổ hơn. Tuy nhiên, các xe cũng phải làm lại là chút xíu mới để dùng cái dòng bộ này. Tuy nhiên, do không tìm được cái mâm zin của X1R nên chủ xe dùng là mâm chai Z, thay thế cho kiểu dáng làm mâm của hai cái dòng gần như là giống nhau, chỉ khác đặc điểm của nó là nhỏ và kích thước là bản mâm chai Z nhỏ hơn so với X1R. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này, tiếp nhớ like, subscribe.